hello các bạn, mình mới chế thêm một cái công tắc các bạn, cái công tắc này là cái công tắc của cái đèn đờ mi nhưng mà nó nằm ở đuôi xe nha các bạn. Cái đờ mi này thì mình dùng cái bóng led màu xanh hoặc màu tím, mà cái công suất rất là bé các bạn, nó tiêu tốn không có tốn nhiều điện năng đâu các bạn. Nhiều khi các bạn biết là các bạn đổ xe vào ban đêm á, trên đoạn đường vắng mà không có đèn đường á, mà mình để qua đêm á, mà mình để cái đèn lớn của chính của xe á, thì nó sẽ bị tốn rất là nhiều điện mà mình không để cái đèn hậu hiện lên á thì xe những cái phương tiện đằng sau các bạn nó có thể là nó sẽ không thấy xe mình nó nó tông đuôi xe mình vì thế mình mới chế một cái công tắc ở nằm ở đây các bạn mình chế công tắc nút nằm đây các bạn ha đó thì công tắc mình chế ở đây thì khi mà mình muốn dừng xe mình muốn bật cái đèn đèn mi đèn mi đằng sau lên á thì mình nhấn nút đây đó khi mình đợi nhận đến nước đây thì cái đèn đờ mi này thì thì nó đằng sau đó sẽ sáng nha và cái công tắc này á nó nó cũng tích hợp luôn cái đèn led ở trên này luôn các bạn nó cũng tích hợp luôn cái đèn led ở trên này đó nên bạn nhìn rất là, là đẹp thì mình để qua đêm mình để qua đêm thì khi mà mình lên xe á mình thấy cái đèn led này sáng có nghĩa là đèn đề mi vẫn còn thì muốn tắt đi thì mình tắt đó mình tắt đi thì nó 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 mất luôn à mình tắt đi thì mình mất luôn hoặc là bây giờ mình bấn lại bật bật lại ha mình bật lại. Thì cái công tắc này nó sáng và đằng đồng thời là hai cái đèn đều mi đằng sau của đuôi của mình á nó cũng sáng luôn. Đó nó sáng như vậy luôn, mình để ví dụ như mình đổi những cái đoạn đường mà trời trời mà tối không có đèn đường các bạn. Thì để cho tiết kiệm điện bình thì mình phải dùng cái bóng led công suất rất là bé các bạn, nhỏ xíu lắm, một bóng led này, như ngón tay út của mình thôi mà không có đáng nhiêu điện không tiêu tốn bao nhiêu điện mà để cả qua đêm qua ngày hôm sau luôn mà nó nó cũng trả tiêu hoa được bao nhiêu điện hết á đó. đó thì mình chế thêm một công tắc riêng như thế này công tắc này nó giống như công tắc nhấn nhả các bạn mình nhấn cái này. thì nó nó, nó nó tắt ha mà mình muốn bật lên mình bật lên mình nhấn lên thì mình nhấn lên thì nó ra cái màu xanh luôn là mình biết rồi là mình biết là đằng sau nó sáng còn nếu mà đằng sau mà nhấn mà màu mà mà nó không có sáng lên ở trên các công tắc mình thì đằng sau nó cũng không sáng luôn đó OK, mình chế như vậy ha các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip nha. Ở đây mình cũng chế nhiều lắm. Mình chế công tắc này là công tắc cho 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 cái cam hành trình của mình trên này các bạn ha. Đó, mình chế này công tắc cam. Thì mỗi lần mình lên xe là mình bật cái công tắc này lên. Nó độc độc độc, độc lập hoàn toàn với cái nguồn điện ACC của 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 chìa khóa xe nha các bạn. Tại vì mình làm như vậy để có cái là lỡ may mà nó có chập cháy đứt cầu chì các bạn nó không có ảnh hưởng gì đến cái thiết bị điều hành hay vận hành xe của mình các bạn chứ còn mình mà để đi chung nối sau nguồn ICC của cái 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 cái, cái công tắc cái chìa khóa nổ máy đề máy này các bạn thì nó cũng có cái bất lợi lắm các bạn tùy theo mỗi người sử dụng thôi đó ví dụ như mình bật lên cái này mình bật này này mỗi lần lên xe mình bật này thì lúc này đó là cái cam cam này nó sẽ khởi động các bạn. Đó, 70 mai nó sẽ, sẽ khởi động nè các bạn ha 72 khởi động đó. còn nếu mà bây giờ mình bật thêm bên này nữa mình bật thêm cái công tắc bên này nữa nè bên này mình còn chế một công tắc ở dưới này nữa nè bạn dưới đây có công tắc nữa nè đấy mình mình, mình bật cân tại vì tối nên đâm ra mình không nhìn thấy rõ nha mình bật công tắc này lên cái nữa thì lúc này nó nó hiển thị luôn cái um, Cái cảnh báo tốc độ các bạn đó tại vì nó sát quá nên nó kêu ha còn mình tắt công tắc cảnh báo tốc độ quên xin lỗi cái cái, cái cảnh báo này là cảnh báo um, va chạm mình tắt nó đây là nó độc lập các bạn à, mình thiết kế độc lập luôn cho nó còn cái này là 70 mai mình muốn xem sau là mình nhấn cái nút này nè đó, đó đang quay đằng sau các bạn đó để quay road. trước còn khi mà mình về nhà mình nhá thì mình tắt cái tắt, tắt cái công tắc này đi hoặc là mình có để thể cài đặt trên cái cam hành trình là tự động nó tắt tự động nó tắt các bạn ha mình cài, tự cài được được còn không mình tắt cái công tắc này đây ha đó còn ví dụ như bây giờ mình muốn đánh số lồi á thì mình mình đánh số lồi đó ví dụ như bây giờ mình muốn đánh số lồi đi ha mình đánh số lồi mình đánh số lồi một phát thì đó mình đánh số lùi thì đằng sau nó hiện thị cái này cho bạn ha thấy rõ nét không bạn đó mình đánh xuân rồi thì nó sẽ tự động hiển thị trên cái màn hình này các bạn trên cái gương này các bạn hiển thị trên cái gương này nè ha màn hình này luôn màn hình gương luôn vừa là gương mà vừa là màn hình cam luôn đó này tự mình chế các bạn ha tự mình mua đồ về tự mình chế hết á ok nè cái này đang đang sáng sau á bây giờ mình mình tắt nó đi tắt nó đi đó mình bật lại nè bật sau nè đó rồi, tắt này đây ok độ chế vậy thôi các bạn vui thôi ha rồi cảm ơn các bạn theo dõi clip nha